Rồi thì hôm qua thì video trước thì nó nhấn các bạn là có sơ về phần mềm rồi thì mình sẽ bắt đầu à. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải chạy đến cái môi trường việc thì file môi trường việc sẽ tên là Rai và mình sẽ để ở dưới phần description để tải xuống. Thì khi mà các bạn muốn unwrap energy thì các bạn sẽ vào đây vào file energy environment vào cái thư mục nó tải xuống. Thì file nó sẽ là file tmw zip chứ không phải zip đâu. File của nó là search for electrical archive file 68. Thì file này nó sẽ bao gồm hết từ đầu đến cuối cái quá trình thì đây, nó sẽ open nó sẽ im bọt một khoảng thời gian. Rồi sau khi bỏ xong vào đây các bạn nét phần data selection này các bạn chọn hết cho mình. Toàn bộ các thiết bị luôn tại mình đi bỏ rồi là mình không làm. Sau các bạn chọn xong đó. Thì phần selection các bạn chọn tất hết rồi cho mình. Xong các bạn nhấn finish được. Đó. Thì ở đây nó sẽ cho nó là thiết bị này, project template này, symbol này. Đã thêm vào rồi này. Thì project template thôi sẽ có 4 cái template mới. Sau thủ nốt có 2 template mới symbol vào. Rồi thì chúng ta sẽ nhấn finish. Và xong rồi. Kết thúc quá trình energy. Cái nữa. Rồi bây giờ chúng ta muốn gom cái môi trường nó lại để chúng ta gửi cho người khác cái môi trường việc này để cho nó đồng bộ với nhau. Thì vào Archive Environment. Rồi các bạn nhấn Next. Này các bạn nhấn Cấp tập. Cấp tập các bạn nhấn tích hết rồi vào phần Rồi Next. Rồi Next. Cái Next hết cho mình. Hết tới khi nào chữ finish nó hiện rồi còn không gọi những người kéo vào đây chọn vào finish luôn à. Rồi thì nó sẽ cho vào cái file xuất ra thì ở đây ta sẽ có cái file của mình ngày 3 tháng 12 à, thì các bạn xem lại nó sẽ import ra nó sẽ export. Lâu hay nhanh là do ổ cứng của các bạn đó. Sau khi mà nó đã xong rồi thì các bạn nhấn finish.
Rồi ta ra kiểm tra cái file nó chỉ cần đấy tôi không cần đâu đây file mình nén lại còn file này là file của solid nha mình tải cho anh em của solid nha rồi thì mình sẽ up cái file này các bạn ok thì tạo rất rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo cái project mới thì đầu tiên nó sẽ vào cái project manager và chọn new rồi thì ở đây chúng ta sẽ có cái IEC số tiêu chuẩn chúng ta sử dụng ok IEC rồi project language thì đây chúng ta chọn English đây chúng ta chọn đặt cái tên ví dụ như mình đặt tên đó là training rồi thì đây chúng ta giữ nguyên ta nhớ ok sau khi nó tạo xong thì chúng ta sẽ có được một số cái thành phần trong thì chúng ta đây sẽ có folder cover page routing đi ngoài ra ra chấm tích đây tạo ra thì lập tức dưới đây giống như thế này nó đang thay đổi thông tên thì các bạn dưới vào tập tập tại mình có cái thay đổi của mình sẽ đánh lên đây đây thay đổi lóc luôn thay đổi lóc rồi mình đi bọc vào mình chưa có thêm cái dữ liệu của nó cái dữ liệu của nó mình chưa đem tên rồi này kia mình bọc từ kết mà đây đây cùng một việc tôi cho việc này đấy thì bạn nào muốn xài với nhưng mà cứ tầm đó nếu như các bạn muốn xài cái chấm tích sẵn đó ở đây ISO phải tầm A3 sai ở đây chúng ta sẽ có cái tiêu chuẩn công tên của nó ba scale scale 3
này. Đó. Đây là số trang. Rồi thì tạo giá trị video sau sẽ hướng dẫn các bạn là vẽ cái khung tên này. Vẽ khung tên lót tem hoặc là cái title lót. Xin cảm ơn các bạn xem video này.